Rồi, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay thì mình chia sẻ với các bạn này cái mạch sạc dự phòng và bóc sạc dự phòng để chúng ta xem cái nào mà nó đáng đồng tiền bát gạo mà chúng ta lựa chọn cho nó phù hợp ha. Ở đây mình ví dụ cho các bạn một số mạch sạc dự phòng và bóc sạc dự phòng với giá dao động tầm 11.000 cho tới một khoảng 100.000. Đây, cái bóc 18.000 bên trái, bóc bên đây là mình đang xài nè, nhưng mà nó hơi yếu. Giống như nó khoảng chừng 500 mA, nó sạc hơi lâu. Nó 0,7 A. Nói chung là vậy. Mình sạc nó hơi lâu. Rồi, mặc dù mình cắm cái cáp sạc nhanh của cái Galaxy á, 3 chấm, cáp 3 chấm 3.0 mà nó sạc rất là lâu. Rồi cũng tầm 2 tiếng rưỡi, 2 tiếng rưỡi hơn á. Nếu mình sạc đúng theo cái nguồn ra 2,1 A thì nó sạc khoảng chừng 2 tiếng à, không tới 2 tiếng. Ở đây mà một số cái bóc các bạn xem ha, 70 mấy nghìn nè. Rồi hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn bí kíp mà chúng ta lựa hàng rẻ mà chất lượng cao. Rồi mình sẽ khui hàng trong video tới cho các bạn xem luôn. Rồi chúng ta qua cái phần nhân vật chính đây. Đây, thế giới di động. Đây, các bạn vào cái mục mà đây, chúng ta vào cái mục cái trang của thế giới di động ha. Rồi chúng ta mình sẽ vào từng bước cho các bạn dễ xem. Chúng ta vô menu góc bên phải trên cùng nè. Chúng ta chọn máy cũ giá rẻ. Rồi. Rồi các bạn góc bên phải nó có phụ kiện cũ đó. Nghe cái tay mình chỉ ha. Đây, các bạn click vào đây, phụ kiện cũ. Rồi, các bạn click vào cái pin sạc dự phòng bên trái đây. Rồi. Để chúng ta xem giá nó theo thứ tự thì chúng ta cho giảm dần ha. Chuyển thành giá tăng dần. Rồi. Ở đây mình đã lựa chọn những cái mẫu mà mình đã ưa thích rồi. Bây giờ mình chỉ cho các bạn xem sơ qua về về cái sản phẩm thôi ha. Về cái mẫu mã là mình đã chọn rồi. Đây. Cái mẫu này rất là êm, đối với mình là mình đang cần. Nó cho nguồn ra là 2,1 A, sạc được những cái smartphone pin 2500 mAh trở lên thì nó sạc nhanh. Nếu chúng ta cắm cáp đúng cáp và đúng cái sản phẩm nữa là chúng ta hỗ trợ rất là nhanh. Nó chỉ còn có 6 sản phẩm các bạn nha, 6 sản phẩm ở huyện Nhà Bè. Mình đã đăng ký một cái à, mình đăng ký một cái ở quận Phú Nhuận. Thì sản phẩm này nó có gì hay, mình cho các bạn xem hình sơ qua nha. Đây nó có hiển thị pin nè. Rồi cái nút nguồn thì bấm vào thì nó hiển thị mất pin ha. Rồi, đây, có đèn led, mình kết cái là đèn led này. Mình đã mua cho người thân một cái này rồi ha. Mặc dù nó không sáng lắm nhưng mà mình cần thiết mình xài rất là tốt. Đấy. Đây, nó rất là nhỏ gọn các bạn nha. Nó tầm cái điện thoại nhỏ thôi, nó ngắn hơn. Rồi. Rồi các bạn xem sơ qua cái hình ha. Rồi. Về màu xanh lá để mình cho các bạn xem coi nó còn những sản phẩm nào ở thành phố nha. Đây, thành phố Thủ Đức. Đây, có hai địa điểm thành phố. Phan Đăng Lưu, Phạm Thế Hiển và Kha Vạn Cân, quận Thủ Đức. Về về cái đánh giá này kia bài viết á, thì do thường những sản phẩm mà cũ á, thì họ thế giới động họ không có hiển thị hết cái nội dung của một cái sản phẩm đó. Thì chúng ta có thể xem sơ qua, nguồn vào là 5V 2,1 A, nguồn ra USB là 5,5V, lỗi, 5V 2,1 A. Cái hiệu suất sạc hiện tại là còn 65%. Mình mua về chủ yếu là mình lấy cái bo mạch các bạn nha, bo mạch và cái hộp để đựng pin. À, bo mạch gốc với sản phẩm này lúc trước mình mua là 200 ngàn. Đó. Nó đã giảm rồi, đã giảm còn 200 ngàn. Đấy, à, mình sẽ lui lại cho các bạn xem sản phẩm tiếp theo mà mình đã chọn ha. Đây. Beats vậy nè. 240 giảm còn 50 ngàn thôi. Giảm được 79%. Không biết đúng thì giá thật hay không mà nói chung mà với cái mức giá 50% mà để chúng ta có được cái mạch sạc và cái hộp đựng pin ha, để chúng ta độ lại, chúng ta có thể khui ra rồi chúng ta cho pin mới vào rồi vô tư luôn là xài rất là ngon ha. Đây ở đường Lê Văn Khương,
quận 12. Cái sản phẩm này mình đã đặt ở ở đường Bàn rồi. Màu đen thì nó còn ở Trường Chinh, cũng quận 12, ở đầu Trường Chinh các bạn nha. Đầu Trường Chinh góc cái Cộng Hòa thì phải. Rồi. Nó về cái sản phẩm chi tiết đây. Có pin sạc và dây cáp. Rồi. Cái này thì nó chỉ hỗ trợ 1A thôi. Mình dùng chủ yếu cái này để mình sạc, để mình làm đèn chơi á. Mình cần thiết mình soi rọi hoặc là mình sạc được như là những cái đồng hồ nè. Đồng hồ smartwatch ha. Rồi những cái lo bluetooth, rồi những cái điện thoại cục đá đây. Cho các bạn xem luôn. Đó là mình có nhu cầu hoặc là mình tùy các bạn mà chúng ta chọn cái sản phẩm cho nó phù hợp với cái giá trị mà chúng ta cần ha. Đây, em nó đây. Và mình đã nhận tin nhắn ha. Mình đã nhận tin nhắn của Thế Di Động. Mình bây giờ mình bắt đầu đi đây. Đây, mời. Đây. Có máu rồi các bạn ơi. Máu về tim rồi. Mời anh nè. À, đó, số điện thoại mình ha. À, đến Hoàng Văn Thụ. Rồi. Từ khi chúng ta nhận được cái tin nhắn này là chúng ta có thể đến nhận hàng các bạn nha. Rồi, đây là mã số mà chúng ta đặt hàng. Đặt hàng online. Đó, mình đặt hai sản phẩm nên nó hiện hai tên ha. Rồi, mã xác thực. Rồi. Rồi, phụ cho bạn xem sơ qua xíu. Rồi, coi tới đây thôi. Rồi, mình bắt đầu đi thôi. Rồi, mình sẽ chia sẻ với các bạn ở video sau là chúng ta mổ xẻ cái cục sạc này ha. Rồi chúng ta độ chế, rồi chúng ta bỏ pin vào, rồi chúng ta làm đủ thứ linh tinh tra tấn đó. Đây, những cái bóc sạc các bạn xem ha. Đây, giống như cái bóc sạc Xiaomi nè. Đấy, 8cm là 8 pin, 2A, nguồn ra 2A là 89.000. Nếu mà chúng ta lấy cái bóc này không thì chúng ta có cái mạch, cái hộp. Còn nếu các bạn chúng ta chịu khó bỏ thêm... chưa tính tiền ship nha, cái đó là chưa tính tiền ship các bạn nha. Tính tiền ship có thể ra 100.000 á, hoặc là hơn xíu. Đây là chúng ta có thể qua Thế Giới Động. Đây mình phải nói là Thế Giới Động bán cái đồ mà hàng dùng rồi á, cực kỳ rẻ luôn. Kể cả điện thoại, laptop, mình khuyến khích các bạn nên mua những cái sản phẩm mà đã qua sử dụng mà còn đảm bảo chất lượng ở Thế Giới Động. Mình khuyến khích, luôn luôn khuyến khích các bạn như vậy. Còn chúng ta có kinh nghiệm mà chọn máy mà chúng ta không chắc ăn bảo đảm thì chúng ta nên tìm đến Thế Giới Động mà điện máy xanh ha. Chúng ta mua sản phẩm thì nó an toàn hơn. Hơn là chúng ta mua ở chợ tốt hoặc giá hay là gì đó. Chúng ta mua thì nó có nhiều rủi ro hơn. Nó không có bảo hành đàng hoàng. Đây, đó, những cái này giống như các bạn thấy không? Có bóc hộp đàng hoàng, có pin trong đó luôn, mà có 100.000 thôi ha. Đó, còn bảo hành nữa. Nếu chúng ta lỗi trong vòng 1 tháng người ta đổi trả cho mình. Phải nói là hàng cũ à, Thế Giới Động mà phải nói tuyệt vời. Mình sẽ mua một sản phẩm trong sắp tới. Mình chia sẻ thôi chứ không phải mình khoe gì ha. Tại vì có cái sản phẩm đó thì mình mới làm được những cái video clip mà nó đàng hoàng hơn để các bạn xem nó bắt mắt hơn ha. Cho mấy dạo gần đây mình toàn là quay nhiêu là úp nhiêu không các bạn, nhiều khi nhìn cũng thấy chán. Rồi mình cho các bạn xem thêm những cái gì nữa ta. Thôi vậy, cái lo cũng hay lắm nha các bạn nha. Lo bluetooth mình cũng đã chọn được cái rồi. Mình chọn giá đi ha. Ở đây là sâu chơi cho các bạn xem thôi. Đấy, những cái lo bluetooth phải nói các bạn ha, những cái lo rất là chất lượng ha. Các bạn cứ trừ khoảng chừng 20% giá trong cái Thế Giới Động, 20% hoặc 25% giá so với ngoài thị trường. Nếu mà chúng ta mua sản phẩm mới ha, đó mình so sánh cái sản phẩm mới thôi, còn sản phẩm cũ thì họ giảm rất là sốc. Đây, mình dự định là mình mua cái này, đây cái lo này ở tỉnh mình luôn ha, tỉnh An Giang mình luôn, rất là êm, nó rất là nhiều thông số hay. À, kết nối đủ các kiểu ha, đèn pin rồi mình khóa cái thích hợp đèn pin, cái gì mình mò những cái mạch trong đó rồi cái mình chế mình độ thêm này kia nọ. Rồi những cái lo bluetooth trong đây rất là hay. Nếu mà nói về so về cái
cái mà chất lượng âm thanh này kia thì mình bảo đảm là nó ngon hơn nhiều so với cái hàng Lazada cái chừng 200-300 thì nó vượt xa các bạn nha. Tại vì hàng này nó 900 mấy nè, các bạn thấy không, 900 mấy mình cho nó bèo lắm cũng 600 đây ha, hàng mới cũng bèo lắm cũng 500-600 thì nó cũng ngon hơn cái hàng mới, nó ngon hơn hàng mới. Còn bảo hành nữa các bạn nha. Thôi mình dừng tại đây thôi. Rồi. Mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video test khui hàng. Bye bye.